danh sách đặt để lưu trữ một lớp học có nợ sinh viên. Mỗi sinh viên bao gồm thông tin mã số, họ, tên và điểm trung bình. Rõ ha? Rồi. Viết các hàm, viết chương trình đó, thực hiện ABCD gì đó. Câu A, tạo file tên tên sinh viên, đọc từ file và sẽ đặt hiển thị ra màn hình. Rồi đầu tiên bạn tạo cái file đó ha, tạo file được điểm rồi đó. Tạo file này theo cái quy tắc như sau nha, chuỗi luôn luôn nằm sau cùng nha. Nha. Ở đây chuỗi nằm ở giữa là nó đọc hết cái chuỗi là nó lập luôn cái số phía sau luôn á. Là nó không thấy được cái... Thật ra có cách khác nhưng mà cách kia nó phải dùng slipper tùm lum cũng phức tạp lắm. Có cách để phân biệt được cái đó. Trời. Giờ bài này chỉ yêu cầu thế thôi. Ví dụ nhập một danh sách sinh viên như vậy. Ok ha. Đây là mã số nè. Kiểu gì? Kiểu gì? Kiểu anh phải không? Ok. Tiếp theo. Điểm trung bình kiểu gì? Lọt. Tốt. Họ tên kiểu gì? Chữ ký tự. Chữ tự thì như xưa thầy nói là có hai cách chúng ta tổ chức nó. Một chúng ta dùng cha sao hoặc là mảng cha ha. Hai là chúng ta dùng string. Ok. Thì bài này cách làm dễ nhất. Dễ nhất là dùng string. Cha sao cũng được. Nhưng mà tới cái đoạn mà tìm là mà phải viết Đức Phật vô. Bữa hôm thì thầy nói lần là sao ha. Rồi. Nếu vậy thì thầy chọn cách dễ để làm ha. Chọn cách khó là chi cho nó mệt. Cách nhau một táp nha. Một táp nha. Không cách một khoảng trắng nha. Một táp nha. Rồi. Vậy bây giờ đầu tiên tạo file này ra được điểm. Sau đó các bạn tổ chức một dòng dữ liệu này chính là một thằng sinh viên. Vậy bạn phải có một cái gì? Một cái struct sinh viên. Đúng không? Không có sinh viên sao luôn cái này được. Đúng không? Rồi. Vậy việc đầu tiên các bạn phải tạo cho thầy một cái struct sinh viên. Ok. Struct sinh viên thì có mã số thầy đặt biến tên là y, id, kiểu in. Tên thầy đặt nó là name, kiểu chuỗi. Như nãy thầy nói, hay nhất là dùng string. Tại vì một lát mình sẽ dùng một số cái hàm nó dựng sẵn cho mình rồi. Để mình làm thằng file, thằng content, thằng compare gì đó. Được không? Và điểm trung bình thì kiểu là float. Ok ha? Và kiểu này tên là student viết hoa. Nhớ nếu dùng string này thì phải include string. Chỗ này không có chấm h nha. String chấm h là viết theo C và sử dụng những cái hàm của nó như là string compare, string len v.v. Nhưng mà bản thân bạn dùng namespace td bạn có thể dùng những cái đó rồi. Còn string này là string của kiểu dữ liệu này nè. Không có chấm h. Nhớ điều đó nha, quan trọng. Rồi. Sau đó người ta yêu cầu mình làm gì tiếp? Một lớp học có n sinh viên, nhưng mà bạn biết ngay là mình phải có một danh sách những thằng sinh viên. À, xin lỗi những bạn sinh viên nha. Xin lỗi các bạn nha. Trời ơi, cái từ thằng nha, nó thô lỗ, thầy thô lỗ. Xin lỗi các bạn. Sau đây, những bạn sinh viên. Bạn khó hả? Trời ơi. Những bạn sinh viên cỏ. Rồi tiếp. Vậy mình phải có một cái danh sách đặt. À, danh sách đặt. Ở đây thật ra mình tổ chức danh sách liên kết cũng được. Sau này học danh sách liên kết sẽ làm được bài này nè. Nhưng mà làm bài danh sách liên kết. Nhưng mà làm danh sách đặt trước. Vì vậy bạn phải có một cái struct chứa một cái list. Đây. Được không? Thầy đặt tên là Silith, Lith gì tùy các bạn ha. Chỗ này không quan trọng. Silith của Lith là tùy. Trong chốt này nó có hai thông tin. Bữa học mình đã đặt rồi là cái biến size, biến n trong slide đó. Và data là biến a đó à. Và kiểu đó là kiểu sinh viên. Nhớ cho thầy kiểu sinh viên phải kêu in nha. Define nó tối đa danh sách này chứa được là 100 thằng. Ơi xin lỗi, 100 sinh viên, 107 sinh viên. Cho đó các bạn biết cho thầy cái file, cái void, cái hạt tên là initial. Hàm này bắt buộc phải có, tại vì không có hàm này thì bạn không khởi động cái biến sai mà không được. Nó khác với C. Nếu mà C cộng cộng á, bạn có thể viết tạo cái class á, bạn gán thẳng thuộc tính vô đây luôn nè. Ha, nhưng mà trong C tạo struct thì nó không cho bạn gán thẳng như vậy được. Khổ vậy đó. Bạn buộc lòng phải có hàm khởi động bên ngoài để bạn gán vô. Hiểu không?
chứ phải là không muốn ghé đâu nha, thật ra ghé nó tiện lắm, nhưng mà ghé sẵn vậy nè thì đâu cần gọi hàng này chi cho nó mệt, hiểu không? Nhưng vấn đề khổ cái là stop trong si lại không cho phép bạn khởi tạo giá trị ở trong đó. Muốn khởi tạo phải biết cái hàm khởi tạo, rồi ngoài gọi hàm đó để nó khởi tạo. Rõ cái này ha. Rồi xong. Bây giờ dữ liệu đó được đọc từ đâu? Dữ liệu đầu vào của cái mảng data này nè, đọc từ đâu? Từ file. Chứ đâu có yêu cầu người dùng nhập đúng không? Đọc từ file, ok. Câu A ha, đọc từ file vô nè ha. Sẽ đọc hiển thị màn hình nè. Đọc từ file thì tới đây bạn có hai cái cách chọn. Một là viết theo ngôn ngữ C, dùng app của bên. Hai là viết theo C cộng cộng, bữa nay tham khảo của bạn Hiếu ở trên này nè. Bây giờ tôi chỉ cho các bạn ngắn hơn C cộng nè, thấy ngắn hơn không? C này tốn khoảng 45 trừ 23 khoảng 22 dòng không? Trong khi C cộng thì tốn khoảng 16 dòng, ngắn hơn chút. Tùy hàm trên này dùng C, hàm dưới này dùng C cộng. Ở trên này dùng F open trả về con chỗ file, dưới này dùng IF stream. Được không? Giờ bạn muốn kiểu nào? Theo thầy siêu cộng dễ hơn á. Tại vì siêu cộng khi bạn đọc vô C, khi bạn đọc vô scanf á, bạn phải có format. Giống như cái hàm riêng F của mình muốn đưa ra ngoài phải hàm format đúng không? Có format phần trăm D, phần trăm I, phần trăm S gì đó à. Nhưng mà siêu cộng á thì bạn F in thôi, vô thẳng khỏi format à, siêu cộng với không anh, C biết phải format thôi. Hiểu không? Và có một cái dở của si nữa. Này cái dở luôn á nha. Là nếu mà bạn đọc một cái chuỗi á, này để đọc chuỗi đã, này đọc là phần trăm D là số nguyên, phần trăm F là float. Thì tới cái đoạn mà cái cột thứ ba của mình là cái chuỗi phải không? Nguyên là cái chuỗi phải không? Từ đây này đọc chuỗi nè. Đọc chuỗi thì nếu mà bạn chọn phần trăm S thì nó chỉ đọc được cái thằng trần mà thì nó đọc được, tại nó dưới cái phần trắng. Buộc lòng phải dùng FSS. Mà FSS đó, nó dở một cái này nó đọc vô đây dính luôn cái ký tự xịt nào. Tại vì sao xuống đây là mình enter xuống dòng không? Thì đây nó có xịt nào này nè, dính luôn xịt nào. Cho nên khi mà bạn out ra màn hình bạn coi thì lúc nào bạn thấy thằng trên cách dưới một dòng, có phải trắng ở giữa. Muốn xử lý cái đó phải viết thêm một cái hàm nữa để cắt cái xịt nào ra. Hiểu thầy không? Ok, rồi. Nhưng siêu cộng thì nó hay hơn chỗ này. Bữa thầy mới phát hiện ra thôi. Chỉ lớp này lớp đầu tiên được nói chuyện đó. Mình chứ không có được nói. À này là tham khảo từ bạn Hiếu mà, bạn Hiếu. Phải nói rõ rồi chứ không có nói được thầy lấy của em đã thầy đi dạy. Nói rõ nó tên của tụi Hiếu. Thì cũng khúc này giống nhau, khúc này mở file lên rồi nếu không có thì báo lỗi gì đó không? Khúc này mở YLF cái file đọc. Vấn đề chỗ này nè. Nếu mà anh C cộng cộng bạn vẫn gọi bằng cái hàm get, thằng kia là FSS thì là get. Get chỗ này thì bạn sẽ tạo một cái cha. Tại vì ID của mình là kiểu in thì đọc vô được, không có đề. Mark của mình là kiểu float, đọc vô luôn không có đề luôn. Nhưng mà tới cái name của mình á, nãy script của mình tạo là name kiểu gì? String. String. Nhưng hàm này đọc vô là cha sao. Khổ vô đó. Cho nên buộc lòng mình phải viết một cái biến tạm, giống biến tạm thôi, đặt nhờ vô cho sao trước, bắt đầu phải lấy cho sao mình ghé cho xuyên sao, được không? Như là biến này biến tạm nè, biến nhờ nè, mình khai báo một cái biến nhờ biến tạm kích cỡ 255 ký tự và mình đọc vô cái biến tạm này, đọc cho biến tạm kích cái hàm sau đó là hàm trả cho bạn con số 255 này nè ha. Thì tại sao thầy viết 255 như này? Nếu thầy viết 255 này sau này thầy đổi ý thì muốn thành 128 thì thầy phải sửa hai chỗ. Giờ tôi biết vậy thì chữa chỗ này thôi nha. Như vậy sai đó, trả lại cái số 105 nó lấy cỡ của miếng cái mảng cha đó. Hay, là. Và quan trọng nhất của chỗ này để nó hay, rất là hay chỗ này nè, là hàm phải đọc nè, nó sẽ bỏ qua xịt nào. Có nghĩa là bạn khi mà bạn out ra ngoài bạn không cần phải xử lý cái xịt nào nữa. Cái chuẩn của bạn chỉ là cái đoạn từ đây đến đây thôi mà không có xịt nào. Và không có xịt nào. Đỡ phải đoạn xử lý theo C là bạn phải cắt xịt nào ra. Còn bây giờ là khỏi phải cắt xịt nào nữa. Hiểu không? Rồi. Vậy sau khi bạn có được cái cha, cái biến nằm ở cha này tương tự như sao ha, cho sao nữa.
Các bạn lấy cái sao mà gắn hẳn cho xuyên luôn, chấp nhận. Được không? Giống như viết này viết tạm nha. Hình dung cùng tên thôi, thực ra viết này viết nội bộ, viết tạm. Nếu mà viết cho nó rõ ràng ra cho dễ đọc á, cho nó là viết tạm. Được không? Rõ không? Rồi. Cứ đọc một dòng thì thầy tăng tiếng Y lên. Để chi? Thay đổi chỗ này. Tại vì là dòng đầu tiên thầy đọc, dòng đầu tiên thầy đọc được thì có phải Y bằng không không? Vô đây đọc thì có phải là thầy gán ID cho thằng data không? Là thằng phần tử đầu tiên của cái mảng sinh viên của mình. Mark gán cho phần tử đầu tiên mảng sinh viên của mình. Tên gán mảng tử đầu tiên sinh viên của mình. Thì tới dòng thứ hai thầy đọc thì Y có phải tăng lên 1 chứ phải gán tới thằng thứ hai chứ sao gán đầu tiên được nữa. Y cứ tăng lên để quay lại đọc tiếp, gán vào thứ hai, tăng lên thứ ba, đọc khi nào hết file thôi. Nhưng mà khi bạn hết file thì cái biến Y này nè, tình cờ nó trùng với lại kích cỡ của cái mảng của mình. Ví dụ như cái danh sách của thầy có 4 phần tử, 4 hay 5 ta, 5 phần tử. Thì khi nó đọc hết tới đây là nó hết kết thúc file đúng không, kết thúc file rồi. Thì lúc này Y của thầy mấy chỉ bằng 5. Đồng nghĩa là gì? Danh sách của thầy có 5 thằng sinh viên, cái sở 5 bạn sinh viên. Thoải mái nha, vậy được không? Thoải mái được không? Thoải mái nha, rồi ok. Có 5 thằng sinh viên, rồi 5 thằng sinh viên cả hó. Cho nên khi mà thầy đọc hết cái quay này rồi thì cái Y của thầy chính mà kích cỡ sai này thì ngán nó vô. Được không? Và như vậy sao? Thầy đóng flow file rồi. Thì cái đoạn này là cái đoạn đọc. Thầy theo thầy nên viết cái hàm này đẹp hơn, dễ xử lý hơn. Còn viết theo cái thằng dạng C ha, thầy quay lại nếu viết dạng C. Có một dòng hả, có cách khác hả? Sao? Thẳng sao? Get line hả? Rồi, hiểu có một cái phương án khác, một dòng, để thầy coi coi nó hay hơn không? Hay hơn thì học cái cách đó. Fn.get line. Sao? Data feed input. Input. Get line rồi input. Trong mặt. Ghi gì? Input. Input là nào? Cái thằng danh sách lấy từ cái file này. Cái file danh sách. Xin bước này input này nữa đây. Đây. Đấy, cái gì hả? Cái gì hả? Cái input này là cái file. Cái input. Cái gì input này hả? Cái gì kỳ vậy? Rồi sao? Rồi list. Chấm data. Rồi chấm này. Phải hả? Không phải. Dạ. Đâu mình phải như này ép in à. Đúng không? Phải không? Rồi, không biết nè, thử có được không ha? Hy vọng là được, ok, vậy thì quá tốt, vậy thì lúc này còn một dòng thôi. Ủa rồi. Input 2 là nó đó ha. Dùng theo siêu cộng. Rồi, hốt. Ok, quá tốt. Vậy thì chỗ này nó lại lần nữa, khỏi dùng tạm luôn. Ok. Rồi. Được không? Cái này mình đọc vô ID, mình đọc vô mark, và đây mình đọc vô tên string luôn, nó chấp nhận string luôn. Phải dùng yesterday get line, fin. Và nó cũng bỏ khoảng trắng cho bỏ cái chuyện nào của mình cuối cùng. Rõ ha, vậy ngắn hơn ha. Rồi, vậy đi hay á. Cho nó tăng nghi lên. Còn nếu bạn làm C bằng C ha, C thì nếu bạn dùng cái hàm SKS này thì nó sẽ bao gồm luôn ký tự xuống dòng new line character. Do đó bạn phải viết một cái hàm để bạn bỏ cái tự xuống dòng đó. Hàm này thì viết riêng bên ngoài ha. Hàm này thì viết như sau. Hôm nay thì hỏi bạn khỏi cần biết đi, phức tạp. Nếu nó gặp xuyệt khoảng trắng, xuyệt T, xuyệt N, xuyệt R thì nó bỏ. Cắt khi nào hết thôi. Là hàm này nè. Substring là hàm cắt nè, cắt chuỗi nè.
được ha. Rồi nói chung thôi, khỏi đi, khỏi biết đi ha. Khỏi biết biết chia cho nó vậy đi, giờ hay nhất rồi nè. Đó quá hay ha. Đọc vô ID, đọc vô mark và đọc vô chữ đẹp. Ý còn nếu mà mình tổ chức cha sao thì sao? Chứ sao sao làm gì dành nó nãy với thầy đó. Nếu mà tổ chức cha sao thì chỗ này bạn sẽ làm là F in chấm get like get gì? Get. Chỗ nãy đó. Và chỗ này của mình sẽ là gì? Nếu giả sử như cái nem mình là cha sao nha, chỗ này mình sẽ là gì? Nem phải sign up. Nếu là cha sao, nếu cha sao hoặc là mãn cha ha, hoặc là mãn cha thì dùng kiểu này, kiểu nãy đó. Còn nếu mà là stream thì dùng kiểu này. Tới đây rõ không? Ok ha. Rồi bây giờ tới cái đoạn mà hiển thị ra thì sao? Bây giờ cho vào bắp chảy thì đậu đuôi hiển thị ra sao vậy? Muốn hiển thị ra gì cho for cho được không? Nó sai nè, kích cỡ của cái list của mình nè, rồi sức từ thằng nè, ID nè, mark nè, name nè, sao xuống dòng, mỗi thằng là xuống dòng một dòng, hiểu không? Thì không đủ chỗ đó, nhà phải không? Xuất theo ID nè, xong rồi có dấu trừ. Tùy vô trừ cộng với hai chấm như tùy các bạn thôi. Này do bạn còn mát nữa. Mát trừ nem xong xuống dầu. Thì về câu A khi mà chạy á. Câu A thôi nha. Rồi chạy chúng ta. Xong. Đọc từ cái file bạn sao mở ra y vậy. Thấy giống không? Tới đây được 3 điểm nữa. Ok ha. Rồi ủa sao vậy? À không sao. Rồi ok, thì tiếp tục cô B. Bởi cô hợp nói rồi ta. Liệt kê những sinh viên có điểm trung bình cao nhất trong lớp học. Thì việc đầu tiên mình làm sao? Đầu tiên mình phải kiếm ra điểm trung bình cao nhất của học là điểm nào, đúng không? Kiếm điểm trung bình cao nhất là điểm nào? Ủa đâu rồi? Đây. Mày thực tế cần kiếm thôi. Kiếm thằng mắt trong cái danh sách, đúng không? Cho mắt bằng tử đầu tiên, cho trực tử thứ hai chạy tới cuối danh sách. Nếu mà mắt mà nào mà nó còn lớn hơn nữa thì ghét nó cho mắt. Vậy xong vậy hết này mình sẽ riêng biết được lớn nhất là nhiêu, thằng phần tử lớn nhất là nhiêu, giá trị mắt lớn nhất là nhiêu, rõ hả? Rồi sau đó làm gì nữa? Bây giờ mình lại tiếp tục quét hết từ đoạn đuôi danh sách của mình, thằng nào mà bằng với mắt á thì số chắc chắn không nào lớn hơn mắt rồi. Tại này mắt rồi làm gì còn lớn hơn nữa, chỉ có nhỏ hơn bằng thôi, đúng không? Đúng không? Thì mình lấy những nào bằng mình sâu ra, nó nhỏ hơn đâu sâu chị. Được không? Cho nên những nào mà bằng với điểm mắt maximum á, mình sâu ra bằng hình. Sâu thì tùy, có khi mà bạn muốn sâu hết thì bạn gọi nãy đó. ID rồi trừ rồi nem rồi trừ gì đó, đúng không? Còn đây sâu ID thôi thì sâu mà mỗi ID thôi. Tùy thôi ha, tùy phòng mắt mình thôi. Rồi, tiếp. Cho biết số sinh viên có điểm trung bình lớn bằng 5 thì làm sao? Đợi xíu ha. Biết số sinh viên có điểm trung bình lớn hơn bằng 5. Đếm không? Biết làm đếm. Đếm thì gán mới đếm chứ không? Sau đó cho chạy đậu đuôi, nhưng mắt nào lớn bằng 5 thì tăng đếm lên.
thì kết thúc cái for này thì đếm chính là số sinh viên lớp còn năm này dễ thì cho không á anh, nếu ra câu này là cho không á, mà chắc không có câu này đâu, dễ quá ai cho thi. Tìm một sinh viên có tên X trong lớp học, tìm gần đúng ha. Tại vì cái chuỗi thông tin mình là họ tên, mà tìm cái tên mà phải là đúng còn nữa, đâu còn tìm họ tên đâu, đúng không? Tìm gần đúng. Tìm gần đúng thì nếu mà bạn dùng kiểu string thì nó có sẵn cho bạn cái hàm nó tên là file. Đầu tiên phải yêu cầu người ta nhập cái tên vô nè. Đây này này, người ta nhập cái tên nè, tên cần tìm nè. Ghé cho biến keyword kiểu string, bắt người ta nhập. Nhập thì dùng hàm getline đi để lấy. Tại vì có thể người ta nhập có phần nhắn hoặc không phần nhắn. Nếu mà mình dùng CE mà mình chọn thẳng cái keyword không á, thì nó chỉ nhận được không phần nhắn thôi. Muốn có phần nhắn thì phải dùng hàm getline này, bữa thầy nói lần rồi, mấy bữa trước á. Getline keyword thì nó sẽ nhận được có phần nhắn. Rồi, như vậy là cái chuỗi dữ liệu đầy đủ của mình nó nằm ở tiếng Nam nè, là cái chuỗi mình cần tìm á, cái chuỗi dài á. Và cái keyword mà mình tìm á là cái tên mình cần tìm nó nằm trong cái keyword. Vậy nó quay về bài toán là gì? Tìm chữ con trong chữ cha. Nếu mà mình tổ chức theo dạng cha sao hoặc là bản cha thì chỗ này mình phải cài đặt quốc phụ để tìm ha. Còn nếu mà tổ chức theo dạng string thì chỗ này mình dùng là file. Và nếu như nó khác trừ một có nghĩa là nó tìm thấy có tồn tại chuỗi con này trong cái chuỗi cha này, có nghĩa là ví dụ như trần từ xí an nhập chữ an vô thì có nghĩa là nó có thằng an trong trần này đi an, được không? Thì lúc này nó khác chiều một thì mình in cái id ra tùy lên, bạn thấy in vừa id vừa tên vừa số điểm trung bình gì tùy in hết cũng được. Nhưng đây thì chỉ in id ra cho theo dõi thôi, là có thằng id đó là có tên chủng của nó, được không? Hiểu không? Ok ha, rồi. Xóa một sinh viên có mã số ít trong lớp học. Như vậy thằng này, bài này, câu này phải làm hai việc. Việc đầu tiên là tại vì cái hàm xóa của cái danh sách đặt á. Hàm xóa của danh sách đặt. Đây, hàm xóa trên đặt. Hàm xóa trong danh sách đặt đó, yêu cầu truyền cho hàm số với cái danh sách đặt của mình hay là vị trí xóa. Hiểu không? Vị trí mà xóa. Mà bây giờ bạn muốn xóa cái thằng X trong lớp học đó thì bạn đầu tiên là phải tìm thằng X nó nằm ở vị trí nào. Có vị trí rồi mới gọi hàm xóa mới xóa được chứ. Mới bỏ vị trí để xóa. Đúng không? Có nghĩa là bạn phải làm hai việc. Đầu tiên muốn xóa một sinh viên có mã số ít thì bạn phải tìm cái thằng sinh viên, xin lỗi, cái bạn sinh viên cái mã số ít đó nó là ở vị trí thứ mấy trong cái danh sách. Có vị trí thứ mấy rồi bạn mới bỏ cái hàm xóa, nó xóa đúng vị trí đó, được chưa? Như vậy thực tế là bạn đi tìm kiếm thằng sinh viên này có trong danh sách có vị trí thứ mấy. Như vậy phải kết hợp thêm cái hàm sập nữa. Tại vì cái hàm sập là cái hàm sao trả cho bạn vị trí tìm thấy nếu có, còn không có trả về trường 1. Cho nên trước khi gọi xóa thì kiểm tra trường 1 đã. Nếu mà tìm mà khác trường 1 thì mới xóa. Còn bằng trường 1 có nghĩa là gì? Là không có, mà không có xóa làm gì? Hiểu không? Thì phải tìm khác trường 1 mới xóa. Vậy đầu tiên mà phải gọi hàm sợ để bằng tìm. À, hàm sợ. Hàm sợ thì trong đây thầy cài đặt nó tên hay chút xíu là tên adapter, chứ không hàm sợ. Cái tên thôi, các bạn đặt chữ sạch cũng được. Đây là hàm sạch nè. Thầy truyền sinh viên vô và thầy kiểm tra ID nó có trùng không. Nếu ID sinh viên này trùng thì thầy trả về vị trí tôi tìm thấy. Còn không trùng trả về chữ 1. Thì đây là tương đương như hàm sạch đó, được không? Ok ha. Như vậy là thầy phải gọi hàng này trước. Vậy cho nó xóa đây. Xóa thì đầu tiên thầy gọi net up trước là hàm sạch đó. Sạch ra vị trí đó thì thấy. Được chưa?
Nếu vị trí này khác trừ 1 thì thầy đưa hàm xóa. Xóa thì theo như cô đặt tên á, cô Liên đặt tên là hàm gì? Delete element ha, thì thầy gọi hàm đặt tên nó khác khác chút là thầy gọi delete thôi. Bỏ element đi. Được không? Và hàm delete này đầu vào nó là list và vị trí mà xóa. Này tương đương với tiếng K đó, tiếng K trong slide của cô đó. Rồi cứ thế xóa thôi. Đoạn này là move qua trái, dịch qua trái, sau đó giảm kích cỡ lại coi như thằng đó mất. Rõ không? Rồi vậy thôi. Thì trong cái hàm em có thể gọi đúng vậy đó. Đó là gọi đầu tiên nè, sort nè. Sort thằng sinh viên nó sẽ ra cái vị trí. Nếu vị trí khác trừ 1 là có không? Có. Có tồn tại không? Có. Có thì xóa. Xóa tại vị trí này. Sống. Nếu mà không có bằng, nó bằng trừ 1 thì nó chạy, nó không xóa chứ. Rõ không? Rồi, vậy xong bài này. Hỏi đi em. Sort theo tên nè. Phải sort theo mã số đúng rồi. Phải dựa theo vị trí chứ em. Đầu tiên muốn xóa, tại vì bản thân cái hàm xóa của mình á, mình cài đặt cái hàm xóa này nè, là mình xóa dựa theo vị trí. Thì việc đầu tiên mình phải kiếm coi nó nằm đâu, ra cái vị trí. Có vị trí rồi mình mới xóa. Không phải dựa theo vị trí. Chứ em dựa theo gì? Em lúc đầu em cho nó giúp thằng sử dụng cái liên là sort thì em tìm mã số đó là coi như em tìm ra vị trí rồi đó. Thì đâu khác gì đâu, có nghĩa là em gom hai hàm lên viết thành một hàm, hiểu không? Em gom hai hàm viết là chung một hàm, là hàm xóa theo cái tên viết chung lại. Thì thực chất cái đoạn mà em tìm theo liên sạch là em tìm ra vị trí còn nữa là phải cái này không? Này liên sạch chứ còn gì không phải? Nè, liên sạch nè, sạch từ đầu đuôi nè, sạch từng tự một thằng một rồi kiếm chung thì xuất ra nè. Đâu khác gì đâu. Có nghĩa là em gom hai hàm này lại viết chung một cái hàm, đúng không? Còn thầy viết tách ra là hai hàm riêng biệt, nhưng mà đúng ra là phải là hai cái hành động riêng biệt á. Muốn xóa được là phải kiếm vị trí xong rồi xóa. Được không? Đó. Rồi, còn gì nữa? Các bạn không làm bài về nhà thì dẫn đến các bạn không biết gì để hỏi. Thi chắc chắn rớt, đảm bảo luôn 3 điểm. Đó. Đầu tiên bạn phải gạt hàm đúc Phật vô. Đập đại vô. Cái hàm này là có thể tính cách rồi không? Rồi. Với điều kiện là cho sao nha. Giả sử là cho sao thì chỗ này phải sẽ là gì? Rồi đúng Phật. Chú Phật hai số 1 tên. Với kiểu việc keyword cũng là cho sao luôn nha. Xong. Đó, vậy đó. Cấp đúng phòng vô. Thằng này phải tổ chức là cho sao nha. Keyword này cũng phải kiểu này hôm nay cho sao luôn nè. Thì lúc này gọi hàm get nè. Get để mình đọc dữ liệu vô cho sao. Thì chỗ này gọi đúng phòng. Lít, xong. Nếu mà hàng này có trong hàng này thì nó trả một lời khác cho một. Vậy thôi. Hiểu không? Em hiểu chưa? Rồi hiểu, rồi. Gì nữa? Sắp xếp sinh viên theo theo gì vậy? Họ tên hay theo chúng mình? Theo chúng mình đi ha. Ha, rồi ok, ví dụ theo web rồi. Ví dụ theo web. Sắp xếp
danh sách sinh viên theo địa chủ quỳnh dạng rèn đẹp không? Rồi, con này chết nào. Nếu thầy ghi sắp xếp không khơi khơi vậy nè, không có ghi theo một cách nào thì bạn cài đặt theo cách nào cũng được, không vấn đề. Ha, rồi. Viết một hàm tên là sọt quay mắt. Ha. Sắp xếp cái điểm chân quần. Thầy bảo nó xin đít. Sắp xếp xong có thay đổi không? Khi xin đít có thay đổi không? Có, vậy chuyện sao? Thật chiếu làm gì? Thật chiếu làm gì? Thật chiếu rồi. Đơn giản nhất dụng gì? Đi nó chơi sọt cho đơn giản. Nha. Mấy hơn đâu? Biết chấm gì? Chiều 1 nữa. Phải không? Ừ. Chắc không? Trời ơi, thử nữa. Giờ này còn thử đi nữa chứ. Đó, đó. Phải không? Không đến là chiều 1 nè. Bé cũng là chiều 1 nè. Phải không? Rồi. Tới đâu? Tới nào không? Nếu vậy chấm gì? Mắt. Bé hơn. Thì chấm là gì chứ? Thì sao? Swap không? Swap thì một là viết một hàm swap, hai là swap thẳng này cũng được. Có nào sẵn chưa? Có chưa? Chắc có chứ. Có. Sao chưa có được? Hỏi gì vậy? Hỏi gì vậy? Hỏi gì vậy? Công viên. Có thiệt không ta? Có. Giờ biết không? Biết nào hay là? Biết ông bài. Xong rồi ông bài rồi. Thử thì ông bài. Bài theo ông bài. Swap, swap cái gì? Điểm thôi ha, hay swap gì? Bạn muốn thay đổi là bạn thay đổi cái gì? Thay đổi đâu rồi, sinh viên rồi, sách rồi. Thay đổi là đổi sao? Thay đổi điểm hả? Hay mấy này giữ lại hả? Hay đổi một dòng mà đổi hết? Nguyên dòng. Một nguyên dòng chính là gì đó? Sinh viên.